Alo, chào nhà. Hôm nay là trái được 30 ngày rồi. Thì lại cho tưới xi. Ha. Đó, trước khi tưới anh tắt điện lên cho em ha. Tắt điện hoặc là mình nó lắng cái chứ nè. Nó không hiệu quả. Phải lắp điều lên ha. Đó. Thì tưới xi để chi ha. Giai đoạn 30 ngày này là chuẩn bị trái nó lớn rồi. Thì đây là tưới xi để nâng pH ha. Cải thiện pH đất. Đó. Mình chuẩn bị mình đi phân để cho nó cây nó hấp thụ dinh dưỡng tốt thì nó kéo lên nó nuôi trái ha. Đó, thì trái chúng ta mới lớn ha, bộ lá chúng ta mới an toàn được. Còn nếu mà mình không có cái bước làm cái pH đất á là bước đó là thiếu ha. Đó. Thấy đã trái nè. Thì cái giai đoạn này mình cho tưới cây tán lá cho nó nhanh nha cả nhà. Đó, thay vì tưới trong gốc, tại vì bây giờ mình tưới cây tán lá cho nó lẹ, còn tưới định kỳ đi rồi mình hả tưới thì sao cũng được. Này xanh cuốn chân bị đỡ gai, chân bị lớn rồi nè. Cái mẫu này là chỉ 3 số tới cho em, hữu cơ với 3 số tới thôi là nó đẹp rồi, chứ không cần phải đạm cao đâu. À, cái mẫu nó bụi con sẵn rồi cho nên là mình không cần phải kéo. Mé bên đây thì lá nó hơi bị vàng nhưng mà không sao đâu cả nhà, để cho tưới xi xong để tưới dưỡng rễ vô bón hữu cơ ha. Đánh 3 số vô và đồng thời mình xịt cái thằng xanh lá, nó sẽ làm cho cái cây của mình xanh lên lại liền, tỉnh lên ha. Đó, hai trái bọn trái, hai trái đều quá nè. Đây cái nhà xem nè. Ui là trời trái. Cái này đi coi trái nào méo tiếp tục bỏ tới nha anh Đúc ơi. Dạ. Ha. Cây này để với em phải từ nữa 50 đến 60 trái cho em. Ha. Mình lấy từ về trái từ giá 3kg tới 3,5kg dưới 4kg. Vậy tại vì này cũng nghe thông tin, nói chung là mình làm trái là mình làm theo cái mẫu, theo cái bên yêu cầu của bên mua đó. Thì bên mua là này, cái lá này bị nắng bị bạc rồi nha, mình đang lên cho tưới kéo lại. Yêu cầu bên mua là họ cần cái mẫu trái như thế nào, rồi cái kích cỡ trái thì sao đó, thì mình canh tác thì mình làm theo cái hướng đó để cho nó bán cho coi như cho anh bà con bán cho coi có giá ha. Muốn làm mẫu nặng ký hay là mẫu trái tròn gai nhím gì thì mình làm cũng ok hết ha. Để mình điều chỉnh công thức phân cho nó hợp lý để nó ra cái mẫu đó. Năm nay nắng ác quá. Hai chùm trái đẹp trêu quá nha. Đó, bây giờ thấy kìa. Nguyên ổ ở trên đó luôn kìa. Trái rất là xanh rai ha. Kìa, quay cho cái nhà xem kìa đó. Trái cỡ đó đó. À, cái nhà xem nữa. Đó, thấy chưa? Quá đã không? Ổ ổ nó ủ vậy nè. Đó. Mê chưa? Đấy. Đây là cái tơ năm đầu luôn đó, cành còn đỏ hói luôn đó, nó ra đâu hai câu bông đầy cho lại bỏ một cổ để lấy một cổ ha. Đó là kết quả quá tuyệt vời ha, hầu như cây nào nó cũng trái, nó cũng dị cho cái nhà ơi. Này nó chịu không nổi, nó rụng luôn rồi nè, quá nhiều trái. Quay toàn cảnh cho cả nhà xem, thấy mê không? Đó. Đây cầu điện cho đầy ha. Rồi để đây quay thêm một số cây nữa cho cả nhà xem ha. Từ từ đây cặp chặt lại cái dàn lá đây cho cả nhà xem ha. Mình sẽ kéo cái dàn lá này lên. Đó. Mà chỉ sợ thiếu nước thôi.
khô này, cái nhà thấy khô không? Nắng nó chiếu vô cái này là cây dễ bị thiếu nước lắm. Trời ơi nhà ơi, tìm trái nè. Bỏ đi, cái này nhỏ xíu rồi bỏ đi. Kìa, yeah, cái nhà thấy đùm đùm đề đề chảnh kìa. Trái nè. Nè nè nha, ổ nè. Đấy, qua cây mổ thon ha. Ôi ôi, chui đâu đây ra ba. Trốn hả? Nói chung năm nay là một năm rất là thành công đối với đây. Trái năm nay, đặt bông năm nay đều đạt hết. Ok. Rồi cái mổ thon trái đây nè. Đó. Ngón thon, sorry mọi người kìa. Đó, giờ xem kìa. Cái này nó bự lên đường mê nữa. Toàn thấy trái không ha. Qua thêm cây nữa nha cả nhà. Giờ cũng 10 phút rồi, mình làm video cũng có tầm 10 phút thôi, cho cả nhà dễ xem. Dài quá thì nó cũng khó coi ha. Ôi ôi, ổ này ổ trái. Ổ trái chứ không còn là cái gì nữa hết. Bảo nè, bỏ đi. Đây là hai chồng. Bỏ đi, đó cũng lụng. Nè, bỏ đi. Chết cha, chết này à, sorry, sorry. Đó. Đây là mình bỏ luôn nè. Đó. Đây là quay là làm bẻ mấy trái của ổng à. Đó, trời trái. Đây là cái nhà thấy trái cỡ đó đó. Mà không bỏ, trái rất là đẹp luôn. Bỏ rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Nhớ đăng ký kênh của Đại Sầu Riêng để đón xem những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn cả nhà.